đi. Quý vị đã lên giùm chị size 75kg, em sẽ lên size 75kg. Xem trong đó là có màu gì, rồi em sẽ làm với chị xem. Rồi chị đã ưng màu nào, mấy chị chốt màu đó, được chưa? Em quay lại với chị luôn. À, chị hai bộ màu xanh cổ dịch với lại là màu da. Màu da, rồi ok. Xanh cổ dịch với lại là màu da nha. Ok, hai màu đẹp quá. Ok, cho chị Lan Ngọc có số điện thoại đúng không ạ? Kiểm tra mấy chưa? Đúng không? Nãy mày đọc có, mày nói số của ký đó nữa chưa? Dạ. À, chị Lan Ngọc ơi, chị cho em xin số điện thoại trên trên live luôn chị ơi. Cho em xin số điện thoại trên live luôn đi. À, lên 80kg. 80kg mà dòng em chị bao nhiêu? Nếu mà dòng em chị 100 quay đầu thì chị mặc vừa, bằng nếu mà chị hơn một dòng em 100 á là mặc không có vừa nha. Màu xanh coban với lại là xanh đen mặt. Rồi ok chị. Dạ đúng rồi, 150 hai bộ chứ không phải là một bộ 150 mấy chị nha. Em nhắc lại, hai bộ mấy chị mua hai bộ được 150, chỉ mua duy nhất một đầu like thôi. Em chỉ còn được có mười mấy bộ thôi. Nên chị nào nhanh tay thì được, chậm tay thì hết mấy chị nha. Chứ giùm em. Chị nào có chia sẻ với chốt của chị Nhi là chưa có hiện logo người chia sẻ luôn. Chị Nhi Nhi ơi, chị không có chia sẻ, chị yêu ơi, em không có chốt được. Em chỉ tri ân cho những chị nào có chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ, không có chốt được, thông cảm giùm em nha. Chị nào có hiện logo người chia sẻ, em mới chốt. Em một bộ đen, một bộ xanh, nhưng mà phải chia sẻ cho em chị Nhi Nhi ơi. Không chia sẻ là không chốt nha chị ơi. Tại vì em chỉ... chưa rồi chân rồi. Muốn buộc quá mày sao vậy? Rồi ok. Hai bộ 58kg, K1m6, màu xanh dương với lại là màu xanh đen mặt. Chị Chi Nguyễn 58kg, mày kiểm tra 58kg coi màu này không? Rồi bây giờ nè, 58kg để em lên cho chị lựa màu nha. Tại vì mỗi size là nó có màu khác nhau, không có giống nhau được chị nha. Mẫu màu giống mà kiểu khác. Mẫu đen mặt là size mấy rồi thôi? Size 4 lần. 4, 7 thôi. Mấy chị ơi, mấy chị chốt cái hàng này nè. Là mấy chị phải kèm sản phẩm giùm em, tại vì cái này em bán lỗ rồi. Em bán lỗ vốn rồi mà em còn đi đơn nữa là em không, như là kiểu như là em không có thể mà mướn tiền cho nhỏ nhân viên nhà em mà nó chốt hàng, chốt như vậy là không có tiền để em trả tiền cho nó luôn. Nên chị nào mà có được hai bộ này thì kèm em sản phẩm mới đi đơn, còn chị nào không kèm sản phẩm là em xả đơn, không có chốt đơn được mấy chị nha, thông cảm giúp em. À, chị Nguyệt Chí Nguyên này chia sẻ, chị chưa chia sẻ. Chị Nguyệt Chí Nguyên ơi, em chưa thấy hiện logo. Em thấy chị Đỗ Dung nè, Đỗ Dung có chia sẻ nè, có hiện logo người chia sẻ. Chị Lan Nguyễn có chia sẻ, chị Cẩm Liên có chia sẻ, chị Khánh An có chia sẻ, chị Trần Trâm có chia sẻ nè. Còn chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ đi, chưa chia sẻ thì chia sẻ giùm em đi. Chị gì Tâm, chị Chi Nguyễn ơi, của chị em chỉ còn được màu này đây, không lựa kiểu nha. Em chỉ cho lựa màu, không lựa kiểu, tại vì kiểu em có hai kiểu thôi, nó sẽ lộn qua sổ lộn lại nha, nó cũng giống như nhau thôi nha. Nhưng mà chị nào mà muốn lấy màu thôi chứ không có lựa kiểu, tại vì em không thời gian gỡ ra mấy chị nha. Rồi đây, size của chị nè, 60kg độ về, em có màu xanh rêu nè, màu xanh rêu đó, màu xanh đen, xanh đen, ưng màu nào chốt màu đó thôi, em không còn nhiều đâu. Màu kem, màu tím trà, màu nâu, màu nâu giùm em nha, nâu đậm luôn á mấy chị, đẹp lắm. Màu tím Huế, rồi em chỉ còn như đó màu thôi đó. 60kg độ về đó chị ơi, mày chốt cho em đi chị Chi Nguyễn ơi. Em còn được tay của chị, em còn được 6 màu thôi đây. Tay của chị em còn được 6 màu thôi: xanh rêu, xanh đen, màu xanh dương, màu kem, màu kem, màu nâu và màu tím Huế đó. Ưng màu nào chốt đó. 64kg màu xanh coban với lại là màu nâu cho chị Khánh An, ok chị Khánh An nè. Rồi chị nào có chia sẻ comment kèm số điện thoại em là có đơn của chị nha. Đó là chị Chi Nguyễn lựa lại màu đen đi chị ơi. Chị Chi Nguyễn lựa lại một màu đen đi. Hai bộ 175kg màu đen với lại là màu xanh đen có không? Hình như đâu có hả? Xe năm kiểm tra coi. Màu đen chứ màu xanh đen. Đây đưa màu đọc lại, 75kg em đọc lại cho màu cho chị lựa nè chị ơi.
số điện thoại giùm em giùm con đi, cơ mai không có điện thoại được, chứ trên đây không có số điện thoại cô ơi. Lên số điện thoại là giùm con đi cô. Có số điện thoại mới chúc đơn, còn chị nào không có số điện thoại là không chúc đơn mấy chị nha. Chị Hằng Nguyễn chia sẻ lên giùm em chị ơi. Có chia sẻ em mới chốt được, còn chị nào không chia sẻ em sẽ không có chốt mấy chị nha. Như là chị Lê Hằng là chưa hiện logo người chia sẻ là em sẽ không chốt nè. Rồi đây nè, 75kg nè, là em đó nè, màu kem, quá xuất sắc luôn. Màu nâu, màu đen, màu cam. Em chỉ còn mười mấy bộ nên em sale thôi. Chị nào nhanh tay thì có, còn chậm tay thì hết hàng mấy chị nha. Màu tím hoái, màu nâu, màu xanh dương. Đó rồi, chào lấy chốt em, đưa dao chống màu không à. Rồi ok nè, chị Chi nè, xanh riêu với là tím cà. Xanh riêu với là tím cà đưa lên chị hai. Đúng rồi. Rồi ok, xanh riêu tím cà cho cô Nguyễn Chi. Nguyễn Chi nè. Ok, cô Nguyễn Chi, 2 bộ 150 cho cô Nguyễn Chi. Cô nào có mã ghi ơn này thì kèm giùm con cái sản phẩm nha. Cô nào không kèm sản phẩm thì mai cô xả đơn, cô không có điện thoại được đâu. Một sản phẩm con cũng thêm một sản phẩm con cũng đi đơn luôn. Còn cô nào mà không có sản phẩm nào kèm vô thêm là con sẽ không đi đơn với cô nha. Chị Hằng ơi, chia sẻ giùm em lúc chia sẻ đi chị. Tên cô Đỗ Dung là gì ạ? Cô Đỗ Dung là 75kg là A. Đó cô lựa màu lại giùm con đi cô Đỗ Dung ơi. Con chỉ có màu đen thôi, con không có xanh đen cô ơi. Size của cô là con có màu đen thôi, màu đen, màu nâu, màu kem, màu cam, màu xanh dương, màu tím huế với lại là màu gì ạ? Chứ con không có màu xanh đen, cô lựa lại con đi. 75kg. Chào em chào chị Nguyễn Hằng. Em chào chị Dung nha. Em chào chị Nguyễn Hằng nè. Cô Hằng Lê chia sẻ giùm con cô ơi. Không chia sẻ không chốt được nha. Rồi ok, lấy đen với nâu đúng không? Rồi ok, cô Đỗ Dung là lấy hai con em anh. Màu đen với màu nâu. Ủa, màu xanh đen với màu nâu. Ủa, xanh đen là bị có mà sao cô chốt chốt kỹ ta. À, lấy màu đen màu nâu đúng rồi. Xe ba. Gì? Không có màu. À, cổ phần xe 5, cổ phần xe 5. 75kg màu đen với màu nâu. Rồi ok cô, có một cô một bộ nâu với là một bộ đen nha, hai bộ. Rồi, nhanh lên, nhanh tay mấy cô ơi, chia sẻ lên giùm con tốt mấy cô ơi. Rồi mấy cô là còn lấy không? Không lấy không qua mẫu luôn nha. Không còn hàng để bán không. Mấy cô muốn lên xây bao nhiêu ký mấy cô báo lên giùm con đi. Muốn lên xây bao nhiêu ký lấy giùm con đi, con lên cho xuất sắc luôn đó. Tùy theo size mà con đọc màu nha, tại vì cái màu này là con không còn nhiều đâu. Con nào bao nhiêu ký nó lên chút xíu rồi chiều cao giùm con thì con lên cho. Đây nè, mà hàng này là hàng cao cấp phía sau mấy chị nha, hàng cao cấp phía sau. Chị nào muốn lên hàng cao cấp đáp hoa lê với chị cứ báo giùm em. Kiểm tra cô Hằng Lê phía trên có chia sẻ chưa? Chưa. Cô Hằng Lê chưa chia sẻ. Rất là đẹp luôn, hàng cao cấp đáp lên lên chị nha. Chị nào muốn mặc hàng cao cấp thì mấy chị tạo cái tông qua hàng cao cấp thì mấy chị chốt nha. Ký sắc phô mai với màu nâu thì chị trần trăm. Rồi ok, chị trần trăm hai màu nè. Rồi chị nào lấy thêm xe bao nhiêu ký nữa mấy chị báo cho em đi mấy chị ơi. Muốn lên xe bao nhiêu ký nữa báo lên dịp em. Rồi em qua mẫu nha. Em qua mấy chị nha. Logo người chia sẻ rồi nè. Rồi ok, cô Hằng Lê nè, có hiện logo rồi, mới hiện lên luôn. Rồi ok, chú con màu xám màu đen là 70kg là size số 4 đúng không? Đây luôn màu xám đây. Màu xám với màu đen. Không, ba màu xám, màu xanh đen, có xanh đen không? Rồi ok, đúng luôn, còn hai bộ luôn. Rồi ok, cô là 70kg nè. 70kg đúng cho cô Hằng Lê là màu xám với màu xanh đen, 70kg. Sáng rồi là xanh đen, ok cô, nhớ kèm sản phẩm thêm nha. Chị nào không có kèm sản phẩm thì mai em sẽ không có điện thoại mấy chị nha. Tại vì cái này là em bán lỗ rồi, em chỉ bán chi âm đầu like. Bán lỗ rồi nên mấy chị mà không chi không có kèm thêm một hay là hai ba sản phẩm gì đó là em sẽ không có điện thoại được. Chứ em đi đơn là em lỗ chết luôn đó mấy chị nha. Em chi âm nhớ kèm sản phẩm cho em.
Đó em chi ân để cho mấy chị có động lực mấy chị chốt hàng bên em đó. Rồi ok nè, mấy chị muốn là sao bao nhiêu ký? Nãy chị làm quần áo rồi ta. Nãy chị làm quần áo vậy? Em chào chị Hồng Đinh nè. Sao trên đây người xem không có hiện lên đây ta? Chị mặc cam đất đi, chị Mỹ Dung ẩn comment hay vậy? Đưa cam đất cho nó. Cam đất là nào vậy? Đây nè. Nó nhảy vô trong tin nhắn này vậy? Ở đâu ta? Sao này không thấy ta? Rồi đây nè, cứ là đẹp luôn, kiểu này là kiểu khác mấy chị nha. Đó, em sale mấy chị, bán tri ân mấy chị luôn. Giá cho mấy chị là 2 bộ 150, 2 bộ 150 cho mấy chị chọn màu luôn nha. Em cho mấy chị chọn màu luôn mấy chị nha, cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi, sang lắm luôn. Em mặc cái áo không mấy chị nha, là tiếng mặc quần quá. Đó, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Tri ân bán 2 bộ 150 chọn màu. Lên số ký thì em cọc màu cho mấy chị chọn. Lên số ký em đọc màu mấy chị chọn mấy chị nha, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai ưng thì nhanh tay ghi giùm em mã đồ lam kèm màu. Ghi giùm em là 2 bộ 100, ghi giùm em là mã 2 bộ 100. Rồi chị Lan Nguyễn có xuân hội mẹ ơi. Rồi ok, con cảm ơn cô Lan Nguyễn nha. Rồi ghi giùm em là mã 2 bộ 150, 2 bộ 150 kèm màu. Đây là màu cam là size nhiêu ký à? Size 75kg về nè. Size 75kg về nè. Mỗi chị chỉ được 2 bộ thôi nha. Lâu quá. Rồi ok nè, bây giờ em sẽ qua mẫu luôn ha. Còn có chị nào lấy thêm thì lấy, còn không thì em sẽ qua mẫu luôn. Em qua hàng khác mấy chị nha. Rồi mấy chị muốn lên đồ bông hay lên đồ màu mấy chị ơi, báo lên giùm em. Rồi đây mẫu này em sẽ lên mấy chị, em sale luôn hôm nay. Chị nào có chia sẻ em giảm cho mỗi chị bữa nay 10.000 được chưa? Hôm nay, ủa sao? Máy dưới sao ta? Máy dưới sao không thấy gì chừng à? Máy dưới không thấy ai comment, không thấy chưa? Tương tác chưa? Rồi ok nè. Em có quần ấm đậm cho chị Lan ơi. Để lên quần lòng ấm đậm cho chị chọn. Đây, cực kỳ sang luôn. Mẫu này ghi mây là mã cánh tiên. Mã cánh tiên là em còn size. Còn size ha. Bộ lam 50kg không? Dạ có luôn nha chị Thanh Liễu ơi. Chị Thanh Liễu chia sẻ là giùm em đi chị Thanh Liễu ơi. Có chia sẻ em bán giá đồ lam 50kg em có size đúng không ạ? 50kg là có size luôn, nhưng mà phải hiện logo người chia sẻ thì mới bán giá 2 bộ 150. Chị nào mà không biết chia sẻ là em cũng không bán được với chị nha. Đó, rồi đây rồi chị đổi một chút em ghi em là mã. Hôm nay chị nào có chia sẻ mỗi sản phẩm em sẽ giảm với chị 10.000, được chưa? Mỗi sản phẩm em sẽ bạn giảm với chị 10.000 luôn. Nên mấy chị nhanh tay hôm nay chia sẻ đi. Duy nhất hôm nay thôi, không có ngày thứ hai luôn với chị nha. Ngày mai em sẽ không có áp dụng gì đâu với chị nha. Ấn tượng là đồ màu hay là đồ bông chị ơi? Đồ màu hay đồ bông báo với em luôn ha chị Lan Nguyễn ơi. Rồi đây, chị Thanh Nguyễn, Thanh Liễu có muốn chốt đồ lam thì chị ghi kèm chia sẻ giùm em đi chị, chia sẻ giùm em đi chị ơi. Chia sẻ cho em đi, em bán giá rồi đưa lên màu cho con đi bạn. Rồi đây mẫu này ghi mê là mã cánh tiên. Cánh tiên này em có size 1, size 2 với lại size mấy? Size 3, size 4 không có là 4 luôn. Size 2 thì còn ít, còn 2 bộ nữa thôi. Size 2 còn được có 2 màu. Đây màu đen với lại là màu này. Size này là size 60kg, 60kg độ về còn đen và màu xanh bơ, đen và màu xanh bơ. Còn size 1, 50kg. Chào hai đứa con. Em chào chị Mỹ Dương. Em chào chị Mỹ Dương nè, cô. Đây nè, size 1, 50kg đến 57kg. Em có màu xanh dương. 45 đến 55kg. 45 đến 55kg size 1 nha. Size 1, 45, 55kg có màu xanh dương nè. Màu ngọc nè, màu vàng nè, màu tím hoang, màu đen, màu xanh ngọc với lại là màu xanh bơ luôn nha. Hồng, vàng, tím hoang, màu đen, màu xanh ngọc với màu xanh bơ. Hôm nay áo về mẫu mới chị Hương ơi. Hôm nay có áo mới đó chị ơi. Chị Hương cái số 1 50kg chị kia. Có size 3, size 4 luôn. Có size từ 75kg đổ về. Chị nào ưng cánh tiên ghi cánh tiên kèm nào giùm em nha. Cánh tiên kèm nào. Mẫu này là giá 1.70. Chị nào có chia sẻ, có hiện logo người chia sẻ, em giảm với chị 10.000 một bộ đồ nha. Mỗi sản phẩm em bớt với chị 10.000.
nha, giống như là bộ này mấy chị em bán là 170. Thì chị nào hôm nay có hiện logo người chia sẻ, em sẽ áp dụng cho mấy chị giảm 10.000, là chốt trên livestream này là được 160.000 nha, giảm 10.000 là còn 160. Rồi chị nào chia sẻ thì em chốt như vậy nha mấy chị nha. Cô Mỹ Nương có lấy đồ nam không cô ơi? Bộ này nè đẹp lắm, bộ này con đang sale giá 2.150.000 nè, 2.150.000 nè. Cô cũng muốn lên không, cô lên sale của cô cho cô lựa nào. Đâu mà em sale đâu? Đó, số 1 á. Cái này hả? Đây nè, size 1 50kg thôi cô Thanh Liễu ơi. Size 1 rồi, cô có màu này là màu màu gì vậy mà? Màu cái kia cũng xanh ngọc, con này xanh ngọc. Rồi xanh liêu nữa. Xanh cổ dịch giùm em, rồi chị ưu thì chốt em. Bình Dương mấy mấy ngày tới Bình Dương thì tầm cỡ 3 ngày quay đầu tới mấy chị nha. 3 ngày trở về là tới nha mấy chị nha. Nhưng mà đợt này đợt lễ á, nhiều khi nó hơi chậm trễ xíu, mấy chị cũng thông cảm giùm em nha. Rồi đây nè. Thế á nè, vậy thôi ngày mai mình đi qua bên tiết kiệm đi đó nha. Ha. Ngày mai em sẽ đi bên hàng tiết kiệm. Hôm nay mình chị làm chốt, ngày mai em sẽ đi hàng tiết kiệm. Là mấy chị sẽ nhận nhiều khi còn sớm hơn lễ mấy chị nha. Nhiều khi sẽ sớm hơn lễ luôn. Đây rồi, vậy là mình chốt cho em liền. Ngày mai em đi là ngày 1 tới. Đúng rồi, Bình Dương là ngày mai em đi ngày 1 tới chị. Chị Hoàng Khải ơi, em đi giao hàng tiết kiệm cho nó nha. Rồi đây em có nè, màu xanh cổ dịch là 50kg nè. Màu xanh cổ dịch. Màu kem. Màu kem. Màu xanh ngọc, 50kg màu xanh ngọc. Màu xanh đen. Cô đang có giả tiêu rồi trời. Cái gì? Cô đang biển á. Cô hỏi không, cô đi ra. Còn đây màu này là màu tím. Màu tím gì vậy? Tím nho. Màu tím 2, nó 50kg nha, còn nhiều màu. Màu xanh dương ơi. Màu đen. Màu tím cà. Màu tím cà. Có màu lam luôn nè. Màu lam. Với lại là màu này là màu xanh. Xanh xanh ngọc. Đó, rồi lấy màu nào chút màu đó nha. Xanh cua dịch. Chị muốn gửi chồng qua lễ nhận ha. À. Qua lễ để em gửi bên được. Chị giao hàng bưu điện. Được. Nếu mà nếu chị thích qua lễ thì em gửi với chị bên bên bưu điện ha. Dạ, lai áo hồi kia 70kg, tất cả áo trên là em có size 70kg luôn. Hôm nay chị nào có chia sẻ, có hiện logo người chia sẻ, em sẽ bán cho mấy chị riêng cái mẫu này. Giá của nó là 350k nha. Áp dụng cho những chị nào hôm nay có chia sẻ không mấy chị nha. Em sẽ bán cái cổ nữ hoàng này giá là 350k, thường ngày là bán 380k đúng không? Hôm nay chị nào mà có chia sẻ đầu like hôm nay, em sẽ bán mấy chị là giá bao nhiêu? 350k. Đó, em có được 3 màu. Màu đỏ, màu tím cà và màu đen, có 3 màu mẫu này. Ghi giùm em mã áo tri ân, áo tri ân đỏ, áo tri ân màu tím cà, áo tri ân màu đen. Đó, 350k luôn. Ai lấy thì chốt nhanh qua em ơi. Chỉ là ai hôm nay thôi nha. Chỉ hôm nay em tri ân thôi. Ngày mai em sẽ không xuống like, em sẽ không có giá này mấy chị nha. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp không? Ưng màu nào cứ kêu mặc mấy chị xem màu đó. Giá của nó là 350. Hàng này là hàng cao cấp nha. Mấy chị đi ra ngoài shop mấy chị mua là cái giá của nó là gần cả triệu luôn mấy chị ơi. 500-600 cả triệu luôn, tùy theo shop bán nha. Đó, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Và chị là ưng thì nhanh tay chốt cho em liền nha. Đỏ, đen và tím cà. Tím cà bên đây ngọt quá trời luôn mấy chị ơi. Đó, lâu lâu mới tìm được cái mẫu áo gì đó. Chị muốn mặc màu gì mấy chị cứ báo giùm em. 350 chị nha. Hôm nay em xem mấy chị là giá 350 luôn. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Không có tương tác thiệt sự luôn. Hàng này là giá 380 chị nha. Hàng này là hàng giá cao, hàng cao cấp luôn.
chị nào có chia sẻ có thể logo người chia sẻ em sale với chị, mỗi sản phẩm sẽ xuống 10.000 nha, sẽ giảm 10.000. Làm cái này là chị nào mà có chia sẻ bán cho mấy chị là giá 370.000 đó, 380. Hôm nay chị nào có chia sẻ chốt lên, chốt 370.000 đó, cực kỳ đẹp luôn. Em có màu đen và màu đỏ, em có đen và có đỏ với chị nha, em có đen và có đỏ, chị nào lấy đen chút đen hoặc chị nào ôm đỏ chút đỏ, sang lắm, sang lắm với chị nha, sang lắm với chị ơi. Đó, cổ nữ hoàng, đá là đá pha lê, hàng này là hàng Quảng Châu. 360k một tím đúng không, rồi ok chị. Đó, mấy chị nào ưng thì ghim em là áo nha, ghim em là mã áo tím chứ mấy chị đừng có nói là lấy tím, không biết lấy tím mà lấy gì luôn mấy chị ơi. Đó, ok chị Khánh Hen là lấy tím một cái 65k. Cái gì? Là 360 là 350 Khánh An có chia sẻ. Ủa gì Khánh An chưa có hiện logo người chia sẻ nè. Không thấy, trên đây là không thấy. Trên đây là không thấy, bán giá là 360 nha. Chị Khánh An chia sẻ lại giùm em đi. Không chia sẻ bán giá 360 đó. Còn chia sẻ em sale em bán chị 350 thôi. Được chưa? Chia sẻ ra giùm em. Like không có thông báo nên chị nào vô được thì mấy chị thấy em thôi, chứ bây giờ Facebook em chán rồi. Em like đại luôn chứ em không có hỏi, không có lên gì trơn á. Lên nhiều khi mấy chị cũng không có thấy đâu. Lên thông báo nhiều khi mấy chị cũng không có thấy đâu mấy chị. Rồi ok nè, ok em thấy chia sẻ rồi nè. Ok chị yêu nha. Để hội giờ thì em bán chỉ có 230 thôi chị ơi, 230 với lại 220 thôi chị nha. Để em lên dạ hội chị xem. Em 95 là mặt bao đẹp luôn, để em lên dạ hội. Dạ hội thì em hàng mới về. Hàng 230 là hàng mới về mấy chị nha. Để em lên cho mấy chị, em sẽ có màu luôn cho mấy chị nha. Em sẽ lên theo yêu cầu. Chị nào yêu cầu lên mẫu gì thì bên em sẽ lên cho mấy chị mẫu đó luôn mấy chị. Rồi đây chị đã ưng thì nhanh tay chốt cho em nè. Mẫu này em mới về mấy chị nha. Hàng mới về giá của nó là 230. Dạ hội dài giùm em mấy chị nha. Dạ hội dài. Đây cực kỳ xa.
nhiêu ký không ạ? Đây, rất là sang luôn. Đó, chị nào muốn về mặt đẹp, nếu mà mấy chị thích bằng ôm, ôm dán theo cái form của mấy chị, thì mấy chị về mấy chị bóp vô giùm em. Bóp tay, thích bóp tay thì bóp tay, thích bóp eo, bóp eo. Nhiều khi mà người ta nay sao là giống cái form mấy chị được đúng không? Đó, mấy chị nào thích cái form đẹp thì mấy chị phải về chỉnh sửa theo cái form của mấy chị nha. Cực kỳ sang và cực kỳ đẹp mẫu này luôn. Cái này là hàng này, hôm nay là hàng mới luôn ha. Hàng mới giá 230. Giá của nó là 230 cũng có tài giống như áo dài luôn mấy chị nha. Giả áo dài nha mấy chị nha. Chị nào 1m50 mặc vẫn được thì em sang lắm mấy chị nha. Cực kỳ sang luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Kim em con này là màu gì vậy? Màu xanh gì đây? Màu xanh ha, ghi em là con này là màu xanh đi, không biết màu xanh gì hết trơn á. Ghi em là mã này là mã xanh, đầm xanh, 230. Mẫu này thì em có được tất cả là tầm 10 màu quá là. Đây em sẽ đọc màu, ưng màu nào mà chị chốt em màu đó nha. 230 màu đen, 200 đen, 230 màu đen. Đó, màu đen, sang lắm đó chị ơi. Hôm nay ăn tùy được cái hoa văn này nha. Cái này, ăn tùy được cái này là nó bóng bóng lên luôn nè. Cái này kêu bằng cái gì mà ánh kim á mấy chị, ghen ánh kim rất là đẹp mấy chị nha. Ghen ánh kim nó sẽ chiếu chiếu nữa mấy chị nha, cực kỳ đẹp luôn. Ghen ánh kim cực kỳ sang luôn. Màu đen hồng, màu đen hồng đó. Mỗi nào nó có hoa văn khác nhau nhưng mà ghen của nó là ghen ghen cao cấp, ghen ánh kim rất là đẹp luôn mấy chị nha. Đây còn này là màu cam đất, màu cam đất. Ưng màu nào cứ kêu Hư ơi mặc chị xem đi em, mặc chị xem mấy chị nha. Nhớ cái gì chấm chấm đó, tương tác em nha. Nó đoạn comment nói chị ơi, ổn comment này không thấy với chị đâu. Rồi đây màu xanh rêu, màu xanh rêu, màu xanh rêu. Rồi đây màu này là màu vàng hả, ưng màu nào cứ chốt màu đó thôi nha. Ưng màu nào chốt màu đó giùm em, màu vàng sang trọng cực kỳ luôn á chị ơi. Em bán giá cho mấy chị là bằng một chút đỉnh hơn ở ngoài shop thôi, ngoài shop bán cao lắm mấy chị nha, ngoài shop bán cao lắm mấy chị nha. Còn bên em sẽ bán với chị giá cho nó 230. Lên hàng tơ hoa sale cho mấy chị nè. Hôm nay chị đã muốn lên tơ hoa sale không, đồ bộ tơ hoa sale không, em mấy chị chia sẻ cho em nhiều người vô đi, em sẽ bán với chị giá đó. Lên cho mấy chị đồ tơ hoa màu tím cà, màu xanh đen, màu xanh đen, màu xanh đen. Màu tím đậm, con này là màu tím đậm giùm em, màu tím đậm nha, màu tím đậm. Còn cái này là màu tím than, đây màu này là màu tím than nè, tím than. Còn màu này là màu tím đậm. Rồi đây màu này là màu đỏ, màu đỏ. Và màu này là màu gì, màu này là màu đỏ rượu giùm em, đỏ rượu với chị nha. Rồi chị nào ưng màu nào cứ chốt màu đó giùm em. Cái này rất là dễ luôn. Mấy chị nào mà hấp người mấy chị cứ cắt lên bình thường nha. Tại vì cái tà của nó, tà giả của nó nằm phía trên. Còn mấy chị cắt tới đâu cũng được hết trơn mấy chị nha. Đó, rồi chị nào lấy màu nào chốt màu đó em. Còn mẫu này mặc trắng quá mấy chị ơi. Mẫu ấy mặc lên rất là trắng nè. Ghi giùm em là mã xanh đi, chứ không biết xanh gì chứ. Chị mã xanh đi. Tím cà cho chị Cẩm Ly đúng không? Rồi ok chị Cẩm Ly nè. Ủa chị Cẩm Ly này mặc đẹp luôn nè. Rồi ok đỏ đô chị Trúc Linh. Rồi chị nào lấy thêm màu nào nữa chút màu đó nha. Lấy đen 38-350 là màu đen nào vậy? À màu đen trên đây đúng không? Rồi ok chị màu đen. Đen áo, áo lẻ màu đen đúng không? Rồi ok chị nè. Màu đen cho chị, cho chị gì? Cho chị Trần Trâm. Ok chị yêu nè. Ok chị nè. Rồi chị nào lấy thêm mẫu nào đây nha. Áo em đây mặc là có bán mấy chị nha. Em chào chị Nguyễn
Thị Thủy Tiên nè. Rồi, à, đây là mấy chị ơi, áo này em có bán. Em có hàng cao cấp và hàng hàng cao cấp với lại là gọi là hàng hàng gì hàng thường nữa. Hàng thường là giá 130, còn hàng cao cấp em đang mặc là giá 200. Chị nào muốn lên hàng cao cấp thì báo em, còn chị nào muốn lên hàng hàng thường mặc nhà mấy chị cũng báo em luôn nha. Để em lên cho. Không thể nào mà có tương tác luôn, không ai chấm chấm luôn mấy chị ơi. Mấy chị có thấy em không mấy chị? Mấy chị ơi có thấy em không? Chấm luôn giùm em đây mấy chị ơi. Trên này là em không thấy ai xem luôn á mấy chị. Bên em là bây giờ cái máy bên em là không thể nào nhìn thấy mấy chị luôn á. Mấy chị nào thấy em thì mấy chị thì comment chấm chấm để em biết em chào mấy chị thôi nha. Rồi chấm lên cho em đi, em thấy mấy chị đi em lên nha mấy chị ơi. Em tương tác quá trời luôn mà mấy chị không tương tác lại với em chưa á. Lấy một bộ cho em mặc trước đi. Bộ sáng sáng á. Dưới á. Ở dưới. Rồi đây hôm nay chị nào mà có chia sẻ em bán cho mấy chị giá này luôn. Em chào chị Phương Lê nha. Đây nè. Hôm nay chị nào mà có tương tác có chia sẻ cho em sẽ bán giá cho mấy chị mẫu này, em sale cho mấy chị luôn, sale banh nóc mấy chị luôn. Em sale giá banh nóc mấy chị nha. Cho chị có cái áo đỏ em treo. Áo đỏ em treo hả? Chị Kim Phụng bao nhiêu ký ạ? 58 ký em có size. Hàng mới về đúng không chị? Chị hỏi mẫu hàng mới về đúng không? Mẫu đó hôm nay, màu đỏ này đúng không chị? Màu đỏ này hàng này là em mới về hôm nay luôn. Mà hôm nay em sẽ bán chia cho những chị nào mà có chia sẻ em bán giá 350, chị nào không chia sẻ em bán giá 360 nha. Đó, hôm nay chị ơn mẫu đó luôn, chị ơn mẫu đó mấy chị luôn. Mất bị bớt tương tác quá rồi, sao bây giờ em sale hot shop luôn mấy chị ơi, em sale hot shop luôn. Chị nào chốt thì nhanh tay. Rồi bộ em đang mặc sale 99.000 một bộ luôn, qua là bao nha. Đẹp luôn á. Tơ hoa bao đẹp luôn. Đây nè, mẫu này thì em có màu đỏ, màu tím cà, màu đen, tím cà với màu đen luôn nha. Sale với chị nào có hiện logo người chia sẻ em sale với chị là giá là 350. Chị nào mà không có biết chia sẻ, không có hiện logo người chia sẻ là em bán giá cho mấy chị là 360.000 đó. Rồi chị nào lấy thì kim em mã chi ơn, mã chi ơn, mã chi ơn thì em đi kèm màu thôi, khỏi kèm giá. Giá là em sẽ nhìn vô trong cái lượt chia sẻ của chị nha. Xem áo xanh là áo xanh riêu. Áo xanh riêu, áo xanh riêu này là 380. Chị nào mà có chia sẻ sale với chị là 370. Đây, áo xanh riêu đây 380.000. Chị nào có chia sẻ em bán với chị là 370. 370. Em có được hai màu không hả? Có hai màu thôi hả? Ôi mà chị Thanh Nguyễn ơi, cái đơn hàng của chị em còn lưu lại về điện là chị không nghe máy. Ủa sao kỳ vậy? Không được, shipper điện chị không nghe máy rồi, chị mẹ điện chị cũng không nghe máy luôn. Rồi sao? Rồi bây giờ còn thu một lần thu điện còn giữ đơn kìa, em kêu lưu lại rồi đó chị. Chị Thanh Nguyễn ơi, sao chị không nghe máy rồi chị nhận hàng giùm em chị Thanh Nguyễn ơi. Nhận rồi trời. Nhận chưa, có hổm rồi điện em điện chị cũng không được luôn, sao nhận rồi. Để hồi em kiểm tra lại coi. Vậy là đợt hổm mà điện không có nghe máy đúng không? Mới đây nữa nè. Tao kiểm tra lại đi. Mấy bữa ngày nè, rồi sao shipper điện em á, rồi em mới điện chị mà không được, chị bắt cái dạ, con nhận rồi má. Rồi để em kiểm tra lại chị nha. Tại vì bữa hổm điện thoại không có nghe máy á. Nên em tưởng là chưa nhận á chị ơi, để em kiểm tra lại. Chị mà chị bấm máy bận nữa là sao? Điện thoại bấm máy bận nữa, vậy mẹ em tưởng là không có nhận hàng á. Em kêu nó lưu lại cho chị 5 ngày, chắc nó điện chị thì chị nhận rồi đó. Rồi bên shop em kêu là lưu lại 5 ngày á. Tại vì nó là khách que. Đây nè, đây chị là ưng người nhanh tay chốt cho em liền. Mẫu này mình còn màu mấy màu? Mẫu đó mình
nát và nó ghi là đang giao hàng. Có gì ngày mai em sẽ kiểm tra điện thoại bên bưu điện vậy ha. Đó rồi chị cứ chốt đi, rồi nếu mà ngày mai có gì báo sau. Đó, kim em là mã 380. Mã 380 đi, kim em là mã 380 trắng, 380 xanh riêu, 380 màu đen. 380, chị nào có chia sẻ thì bán 370 rồi. Chị đi nha, chị nào có chia sẻ thì bán giá 370 thôi. À, nhận gọi áo xanh riêu 410. Dạ rồi, ok. Đúng rồi. Ok chị nè, chị nhận gọi rồi đúng rồi đó. Ok nè, áo 380 có màu đỏ không em? Áo 380 hả? Hết đỏ không ạ? Áo 380 hết đỏ đúng không? 380 là nhiêu ký hả? À, chị Kim Phụng là chị 58 ký. 58 ký còn xin lời cho mặt vừa thư ít lời á. Ba em bán còn mẫu dưới đây nè, để em lên cho chị xem. Rồi đây nè, rồi chị đã ưng thì chốt em mẫu này. Bây giờ hôm nay em xem cho những chị nào có chia sẻ, có chia sẻ, có logo người chia sẻ, em bán với chị giá bao nhiêu? 99k luôn, nhanh tay chia sẻ em mẫu rất là đẹp luôn. 99k em có nè, giúp em là mã số 1. Con này là mã số 1, qua văn này là mã số 1 giúp em nha. Chia sẻ em có size từ 75-80kg không? 70 ký đổ về, 70 ký đổ về. Ghi bên là con của em đang mặc là mã số 1. Rồi con này là mã số 2 nha, mã số 2. Rồi qua dân này mã số 3. 55 ký hả chị? 55 ký rồi, ok. Rồi đây mã số 3. Số 3 đúng không anh? Số 3 qua dân là mã số 3. Rồi, con này mã số 4, ưng mã nào ghi mã đó kèm số ký em lấy size đúng với chị nha. Rồi mã số 4. 58 ký là vừa, cũng vừa đó thôi. Để chị chốt mã số 2 đi nha. Rồi. Mã cuối cùng, mã số 5. Mã số 5. Nói trên mọi nước. Rồi đây em lên với chị xem. 55 ký còn mày luôn. Có nào có xe nhỏ không? 55 ký mà mẫu này được hết rồi. Em còn mẫu này được không? Đây 55 ký em còn mẫu này được không chị? Đây, sửa số ký rồi nha mà. Đây, 55 ký em còn cổ nữ hoàng này được không chị ơi? Đó, cổ nữ hoàng màu đỏ được không? Đó, 55. 55 ký là chị hỏi màu này cho gì? Đúng rồi. Chị nào ưng thì ghi em là cổ nữ hoàng, đỏ cổ nữ hoàng. Còn chị nào muốn lấy mẫu cái mẫu 380 này, em có một cái màu đen không? Có được. Đen. Màu đen, màu đỏ, màu trắng với màu xanh riêu, có bốn màu. Rồi với em con này mã gì giờ đây? Mã A, A mấy em ơi? Con này là mã A 1 đi, ghi lại mã đi ha. Là sao? A8 đi, hoặc là A7 hay gì đó. Thôi em A9 giùm em đi mấy chị ơi. Ôi, mấy đứa xe nhỏ vậy. Ủa, A cái xe con chỉ hả? Tụi con mặc cái gì? Con mặc thì 3X. Rồi đây, em sẽ mặc cho mấy chị xem luôn. Em sẽ đọc màu ha. Sang lắm mấy chị ơi. Sang cực kỳ sang luôn. Mặc càng ôm càng đẹp nha. Rồi mẫu này ghi giùm em là hả? A9 em có được 4 màu. A9 nha mấy chị nha, sang lắm, sang luôn. 380 chị nào có hiện logo người chia sẻ, em bán với chị là giá 370 thôi nha. Hôm nay chỉ duy nhất hôm nay thôi, ngày mai là không có cái giá mà chi ân mà chia sẻ mà giảm 10.000 đâu nha. Duy nhất trong live hôm nay thôi mấy chị nha. Rồi ghi giùm em màu đỏ, ghi em là mã A9 đỏ. A9 đỏ kèm số ký em có đủ size nha. Đây em đọc màu cho mấy chị lựa nha. Rồi đây A9 em có 4 màu. A9 màu đỏ, A9 màu xanh rêu, A9 màu đen. Ủa, A9 màu trắng. A9 màu trắng là không màu đen, rất là xuất sắc luôn. Rồi A9 màu đen luôn. Rồi chị nào ưng màu nào, ưng màu nào chốt màu đỏ giùm em đi. Nãy giờ màu xanh rêu, màu trắng thấy rồi đúng không? Đây màu đen bây giờ mấy chị chưa thấy. Đó, A9 màu đen cực kỳ sang luôn. Đen đỏ trắng với lại là xanh rêu. Đen đỏ trắng với lại là xanh rêu mấy chị nha.
giùm em luôn, đá pha lê mấy chị nha, mặt nước là xuất sắc luôn, giá 308 sale 370, có áp dụng vô chia sẻ mấy chị nha. Rồi ghi em là A9 kèm màu, kèm số ký và số điện thoại là có đơn. Chị nào có số ký và số điện thoại gọi thì cứ ghi mã thôi, khỏi ghi số điện thoại nữa. Sang lắm mấy chị ơi, sang lắm luôn nha, cái tai đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cái tai rất là đẹp luôn, tai phồng mà nó có này luôn, rất là sang, rất là đẹp luôn, không thấy mắt tay to luôn mấy chị nha. Thường ngày mấy chị thấy em mắt tay to không, mặc vô thì nó thấy nó gọn cực kỳ luôn mấy chị nha, không phải là gọn gọn nha, gọn cái phần tay của nó rất là gọn luôn mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em liền, ai lấy thì chốt cho em liền mấy chị nha. Rồi một bộ mã 2 chiếc phương lê chị bao nhiêu ký nhỉ? 99k đúng không, đang xe 99k 60.000. Ủa ông 60 ký, kiểm tra cho anh mã số 2, số 3, mã số 2, xe số 3. Rồi ok, 60 ký cho chị Phương Lê nè, 60 ký cho chị Phương Lê mã số 2. Mã số 2, lấy em đi, em chỉ tri ân hôm nay rồi đó, ngày mai em hết tri ân luôn rồi đó chị ơi. Chắc giải mà về con đẹp phải trả lại em. Em không tri ân nữa đâu, nên em chỉ tri ân được hôm nay thôi. Tri ân được giá hôm nay thôi, ngày mai là em sẽ hết tri ân rồi. Nên chị nào mà muốn được mua hàng sale thì mua hôm nay đi. Tại vì hôm nay em không có thông báo em like, em vô em like đại luôn à. Nên chị nào thấy em thì ơn chị đóng đi 6-7 tiếng thật nhiều. Rồi ok nè, rồi chị nào ưu thì chúc em mã ai chứ đỏ 5-8 tiếng thì chị chúc lên. Rồi ok ai chứ chị nào ưu thì em bay tốt giùm em nha. Hàng cao cấp này là mấy chị gỡ về gỡ vô là sẽ không bị dúng mấy chị nha. Hàng cao cấp này là sẽ không bị dúng đâu, chị cứ yên tâm. Rồi em sẽ lên tiếp tục nha. Mà đưa như hai từ K1 á. Để lên, sắp lên. Bây giờ em sẽ lên áo đi nha, chị nào lấy áo này thì cứ đó đi, em còn hết nè. A7 nè, A6, A1 đâu, đưa hai trước đi. Số 5, 5 là mã bi với mấy chị, sang lắm cái tay nè.
đẹp lắm luôn. Rồi đây, rồi con em đang mặc là mã A, A2, em có hai màu. A2 giá của nó là 360, chị nào có chia sẻ sale với chị là 350. Em có hai màu, màu đen và màu đỏ. Ai ôm đen chút đen, còn ai ôm đỏ chút đỏ ha. Mẫu đen mặc có đen, mẫu đen mặc có đỏ luôn. A2 đó, A2 như vậy, A2 giùm em nha. Kết nè mấy chị ơi, rất là đẹp luôn, cổ nữ hoàng mấy chị nha, sang lắm. A2 mã 4 cho chị Trúc Linh 58kg. Rồi mã 2 chị Trúc Linh, mã 2 4 chị Trúc Linh là ok chị Trúc Linh nè. Rồi ok, rồi chị đã lấy A2, Trúc A2 gọi lên A3 đâu. A3 còn không? Rồi A3. Rồi em lên mã A3. A3 là em sale với chị giá 150 luôn, 160 cho những chị nào mà không có chia sẻ. 150 chốt cho những chị nào mà có chia sẻ, có hiện logo là em sẽ chốt với chị là giá 150 nha. Rồi hôm nay chị nào mà có chia sẻ là mỗi sản phẩm em sẽ giảm cho mấy chị 10.000 nha. Mẫu này là mẫu phẩm bán tới 380 của 360. Hôm nay chị nào có chia sẻ em bán với chị 1350. Sang không? Cực kỳ sang luôn. Rồi chị nào lấy chỗ em mã A3. A3 xuất sắc luôn mấy chị ơi. Mã A3 mấy chị nha. Ai ưng mã A3 này chốt mã A3 350.000. Hàng cao cấp, hàng xịn thì em mấy chị nha. 350. Rồi lên A4 nè. Lấy màu á. A4 còn hai màu. A4 em còn hai màu. A4 em còn hai màu. Em giống hết trơn không? Khác nha. Khác mẫu hết trơn. Chị lấy một bộ mã 4 cho chị Phương Lê. Mã 4 cho nè. Thì chị Phương Lê. Rồi đây, có chị nào muốn lên đồ lam nữa không? Đồ lam hôm nay em sale 2 bộ 150, có chị nào muốn lên với chị báo giùm em. Rồi đây, mẫu này chị đã ưng thì nhanh tay chốt cho em đi. Ghi giùm em mã A4 còn hai màu, màu đen và màu xanh rêu. A4 cái kiểu này mấy chị nha, sang lắm. A4 xanh rêu, A4 màu đen. A4 mấy chị nha, A4 chị nào lấy màu nào chốt màu đó, thích màu nào cứ chốt màu đó giùm em mấy chị nha. A4 đen, A4 xanh rêu. Rồi em lên mã A5. A5 còn hai màu. A5 em còn hai màu mấy chị nha. Em giờ màu đỏ thì lên màu cam đi. Rồi A5. A5 này đẹp cực kỳ luôn. Giá của nó là 380.000. Chị nào mà có chia sẻ, có tương tác chia sẻ bán với chị 370. Có tương tác chia sẻ bán với chị là 370k. 370k xuất sắc luôn. 370 có đỏ và có đen, còn bỏ có đỏ và có cam nữa chị nha. Có đỏ và có cam còn hai màu thôi. Ở phía trong là nó có độ dai luôn mấy chị nha, có độ dai, có độ dai mấy chị luôn, sang cực kỳ sang luôn. Rồi ghi đem là mã A5 màu đỏ, A5 màu cam, mặc lên người rất là sang mấy chị nha, cực kỳ sang luôn. Mặc càng mặc ôm nhìn càng ốm mấy chị nha. Đó, nhức đầu quá chẳng tốn quá con ha. Rồi kiếm em mã A5. A5 giùm em mấy chị nha. Rồi A6. A6 đâu? A6 có hai màu. A6 có hai màu. Đây mã A6 em có hai màu, có độ dai luôn các chị nha, có độ dai luôn. A này là A6, A6 có hai màu, màu đỏ và màu trắng. Màu nào chút màu đó kèm chút tí là em lấy sai mấy chị. Rồi ghi giùm em con này, ghi giùm em là mã A6, 360.000. A6 còn trắng và đỏ, giá 360, chia sẻ bán 350, thì là chia sẻ bán giá 350 các chị nha. Duy nhất chia sẻ hôm nay thôi. A6 350 chia sẻ 360 chia sẻ 350. Rồi A số 7. A7 có không? Trắng treo bao nhiêu? Trắng treo giá 380, chị nào chia sẻ bán 370. Đây mẫu này là giá 380, chị nào có chia sẻ em bán 370. Hôm nay chị nào mà có chia sẻ là sẽ giảm mỗi sản phẩm 10.000 nha. Mỗi sản phẩm giảm 10.000, chị nào có hiện logo người chia sẻ sẽ giảm 10.000. Rồi con này mã A
A8. Hết A7 rồi còn A8. Ôi ôi A8 này chị. A8 này như là mình chưa lên lần nào luôn nè. À, 59kg em có size đầy đủ nha chị. Gái miền Tây ơi, màu trắng đó, màu trắng đó là hàng mới về hôm nay, mới like hôm nay luôn. Em lên em vào đủ size, từ 75kg độ về em vào đủ size đó nha chị. Gái miền Tây ơi, lấy thì ok chốt giùm em đi chị ơi. Em có trắng, xanh rêu, đen, rất là đẹp luôn. Đen đây cực kỳ đẹp luôn, cái tay ren với chị nha. Cổ rất là sang, có hai lớp rất là sang luôn, các chị thấy không? Có hai lớp rất là sang luôn. Rồi ghi bên mình mã này là mã A8, L83 mặt vừa chị nha. Em có đủ size mà chị ơi, em có đủ size cho chị ơi. Rồi đây con này ghi giùm em A8 màu đỏ và A8 màu đen, size rất là đẹp với chị nha, size rất là đẹp luôn. Hổng ra là em không thấy món này luôn á, mới lấy ra luôn với chị ơi. Đó em sẽ buông ra cho chị xem. Rồi, riêng em là A8 màu đen và A8 màu đỏ, cực kỳ sang luôn mấy chị ơi, xuất sắc luôn. A8 mấy chị nha, A8 đen và A8 đỏ. Đây cái đá của nó là hàng pha lê nha. Chị nào mà không biết mặc cái hàng cao cấp này á thì mấy chị ra đắt, nhưng mà hợp da chị nào mà thích mình thường hay mặc mấy cái áo này nè là mấy chị là khen rẻ, tại vì cái hàng bên em là em sẽ bán giá là trung bình thôi nha. A9 là cái mẫu trên đây màu trắng này, để em mặc cho chị xem. Chị thích màu trắng đúng không? Em mặc màu trắng mà ra màu trắng hơi lớn thôi. Đây, rồi mã A9 thì em. Rồi ok, em mặc chị xem nè. Đó, chị Trúc Linh. Đây em đang mặc chị xem nè. Mã này là ghi mã A9 giùm em đi, mẫu treo nè. Là mã A9 em có 4 màu. Em có 4 màu, đẹp lắm. Màu trắng mặc chung với quần đen rất là hợp luôn nha. Màu trắng thì màu trắng với màu đen á là mặc chung với quần nào cũng mặc hợp hết trơn. Sang lắm chị ơi. Đó, màu trắng lên em sợ mấy chị chói lai lên, thường là em mặc nó mới cao màu á mấy chị. Đó, sang không? Màu trắng lên màu rất là sang luôn. Hàng cao cấp nha. Em mặc cái phơm này hơi to nha. Em mặc cái size này hơi to, size của em đang máy trên kia rồi. Đây mặc phơm này hơi to. Đó, phai màu giùm em luôn, sang lắm đó chị nha. Rồi đây em sẽ đọc màu, ưng màu nào chút màu đó giùm em. Đây màu trắng nè, màu trắng để em mặc cái màu của em đi. Màu trắng giá 380. Chị đang có chia sẻ bán ít chút màu thấy luôn đó chị. Chị nào có chia sẻ bán 370 thôi hôm nay. Đấy là màu gì vậy ta? Đưa con màu đỏ thôi mà. C3 thôi. Đây em mặc thêm màu gửi cho chị xem. Đây, đỏ, cực kỳ sang luôn, trắng. Ở ngoài màu trắng rất là đẹp nha. Tại vì nhiều khi trên line nó có cái đèn á, bên em là 4 đèn, tứ phía là toàn là đèn không à. Nên nhiều khi nó mặt nó hơi bị chói còn trắng, nhưng mà ở ngoài rất là đẹp nha. Em mà lấy màu trắng là nó chạy hàng nhất luôn á mấy chị. Trắng 370, 67kg, gì cẩm liên, ok gì cẩm liên, 67kg nè. Ok gì cẩm liên nha. Đây, ở phơm của em mặc đây, cực kỳ đẹp luôn mấy chị nha. Rồi bây giờ em sẽ đọc màu lên mấy chị lựa. Rồi chị nào ưng thì chốt thì em mã A9 màu đỏ, A9 màu trắng, A9 màu xanh với màu đen, 4 màu. Đây em sẽ đọc màu, ghi em là mã A9, A9 đỏ nè. Đây A9 đen đi, A9 đen, A9 đen, A9 trắng, A9 đỏ và A9 xanh. Rồi chị nào lấy màu nào chốt màu đó thì em A9 nha. Đây trắng nè, ở trên đây nó có máy sẵn đó nè, eo đẹp lắm, vừa
chút nào đó giùm em thôi. Ai chứng giùm em? Đó. Ba trăm tám sale ba trăm bảy. Rồi đây, còn mẫu này em sale luôn nè. Rồi mẫu này đen cam và đen đỏ, mã là mã đen cam, đen đỏ mà chị nha. Có còn hai màu, đen cam và đen đỏ. Giá của nó là 360. Chị nào có chia sẻ đấy với chị 350. Rồi hết luôn rồi đó mấy chị ơi. Chị nào lấy mã nào thì chốt mã đó đi. Không lấy là hết luôn rồi đó. Mẫu này em còn đúng hai màu và hai con luôn nha, còn hai màu hai con luôn. Đen cam, đen đỏ, giá 350. Chị nào có không có chia sẻ bán 360, chị nào có chia sẻ bán 350. Đó, đen cam và đen đỏ. Rồi ok. Rồi chị nào lấy thì mã nào chốt mã đó giùm em. Có xe lớn luôn mấy chị nha. Mặc mấy cái áo thôi mà cũng tỉnh luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào hơn em chia sẻ giùm em mấy chị ơi, chốt thì giùm em mấy chị nha. Ưng mã nào chốt mã đó. Muốn xem là mã nào mấy chị cứ kêu em lên cho mấy chị xem lại. Rồi có chị nào lấy thêm mẫu nào, lấy thêm mã nào chút mà đó. Hoặc là mấy chị muốn lên mẫu gì mấy chị cứ báo giùm em lên cho mấy chị em sale hôm nay luôn. Chỉ nhất hôm nay em sale đó nên mấy chị nào muốn lên gì mấy chị báo giùm em đi để em lên cho dễ nha. Cho mấy chị. Đây em lên pyjama luôn. Em lên pyjama hàng mới cho mấy chị luôn nè. Không tương tác là em xuống like không sale đâu nha mấy chị nha. Đẹp lắm.
mẫu này đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Còn chị nào đang xem không, muốn lên mẫu gì chị bảo đi rồi em lên cho, còn không cũng like luôn mấy chị ơi. Không ai tương tác là sale lỗ mấy chị ơi, không ai tương tác sale lỗ lắm mấy chị ơi. Có tương tác đem lên cho. Cái gì mà thì sao 10 ngày sau thì chị cọc, chị chuyển khoản giùm em nha mấy lụng, phải giữ đơn tại vì hàng này là em không có đủ em bán. Nếu mà chị có muốn lấy hàng thì chị phải chuyển khoản giùm em 100k cũng được nha, để em giữ đơn. Chứ nhiều khi mấy chị không, mấy chị kêu em giữ mà mấy chị tới khi mà đúng cái ngày hẹn gửi á, xong mấy chị kêu xả đi hoặc là mấy chị không lấy nữa. Nên chị nào muốn giữ đơn thì mấy chị chuyển khoản giùm em, là bên em mới giữ đơn cho mấy chị. Còn tới 10 ngày sau mấy chị quay lại mấy chị tìm, nhiều khi hết mẫu thì bên em sẽ không có biết cái gì nha. Em không có giữ đơn thì làm chị là hết rồi chị. Đúng rồi. Tại vì em lấy đồ mới hàng thử nó còn hết rồi, nó gửi em luôn á. Em lấy về ba cũng được rồi đó, là hết trơn rồi đó. Bây giờ mới còn giờ còn được con cái đó. Inbox Zalo đi chị. Dạ, inbox Zalo đi, em giữ đơn cho chị nha chị Kim Phụng ơi. Rồi em gửi số tài khoản cho chị. Inbox Zalo có số điện thoại, có ghi bài phía dưới nè, inbox liền giùm em đi em, có gì em được giữ đơn hả chị. Tại vì á bên em sẽ giữ, chị sẽ giữ hàng cho mấy chị, nhưng mà mấy chị phải cọc giùm em mới giữ được. Chứ mấy chị mà không cọc rồi muốn mấy chị kêu xả ra nha, tội nghiệp em lắm. Nhà em nhỏ xíu à, cái shop em nhỏ xíu à, mà không có thể nào mà giữ hàng lên cho mấy chị luôn á. Phải chi cái nhà em, mấy chị ủng hộ em nhiều nhiều, em mua cái nhà bự bự tí xíu, em làm cái shop bự bự xíu, em có nhiều chỗ để em lưu đơn mấy chị. Đằng này em cứ tí tị là mấy chị ơi, nhà em bây giờ là chật nứt luôn, không còn chỗ nào để ngồi luôn á, thiệt luôn á, chỉ còn được một chỗ để nằm thôi luôn á. Đó, bây giờ chị nào mà muốn giữ đơn bên em rất là dễ luôn, chị nào muốn giữ đơn chuyển khoản giùm em sẽ giữ đơn ha mấy chị nha. Cái nào đâu? Rồi bây giờ em còn mấy cái hàng xem mấy chị luôn đi. Con này là size này là size 3. Size 3 này là 67kg độ về. 60 đến 67kg bộ hiu ha mấy chị nha. Mẫu này á, hôm nay chị nào có chia sẻ em bán mấy chị giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu mà? Đọc giá đi. 150 thôi. Rồi, bán chị giá 150 luôn, chị nào lấy thì chốt em nha. 65kg độ về thôi. 65kg độ về, rồi chị nào lấy thì chốt em. 65kg độ về ghi giùm em mã tím nho hiu 150 luôn. Hàng hiu bán 150 là mấy chị biết rồi, cho con nhỏ này. Áo khoác á chị. Dạ mẹ. Thích áo khoác lửng hay áo khoác dài chị Kim Phụng? Kim Phụng ơi. Chơi hồi cho ta bụng nó hay sao ta? Tức thở luôn á. Áo khoác là áo khoác phông được không chị? Áo khoác phông may nhà được không? Em lên cho chị lựa nè. À có chị nào 70kg không? 70-75kg không lên trả lời giùm em đi mấy chị ơi. Tại vì con này là size lớn mà. Hàng sale size lớn mấy chị muốn lên hàng sale sao bao nhiêu ký? Muốn lên hàng sale sao bao nhiêu ký? Này còn size lớn mà, size lớn không mà.
Tại vì con thấy chị nào xinh lớn không? Cũng có 70 kg. Cái gì lên đây rồi chị nói với chị là thay đổi gì cho con đi mua thôi. Đây là mẫu này 70 kg về đây, 70-75 kg. 70-75 kg mẫu này là chất, này là chất gì? Chất quên rồi, nó ta có tông mịn giùm em nha. Hàng của tông mịn giùm em rất là đẹp luôn, xịn luôn mấy chị nha, hàng này là hàng xịn. Giá của nó cho mấy chị là nhiêu mà? Hôm nay chị nào có chia sẻ em xem mấy chị là giá 145 mấy chị nha, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn mẫu này. Sang lắm mấy chị ơi, để mặc mấy chị xem cái áo luôn mấy chị nha. Chất rất là đẹp, bao đẹp luôn, cho kiểm tra hàng trước khi nhận mấy chị nha. Hàng còn lẻ sai nên mới sale thôi. Đó. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. 75 kg độ về. Màu xanh rêu 145k. 145 xanh rêu. 145 xanh rêu. 145 xanh rêu. Có gì là hết lên ống suông không? Nó đỏ là áo nào? Chị nào
hôm nay có chia sẻ, chị Kim Phụng có chia sẻ không ạ? Không chia sẻ là bán 380 nha. Rồi 380. 380. Bộ đang mặc nhưng mà size này là size lớn chị ơi. Hết size nhỏ rồi, tại vì còn lẻ size nên mới sale đó. Sale có 180 thôi. Còn đây là chị nữ lấy thì cho chốt em 350, em còn đủ màu đó chị nha. Còn đủ màu đủ size luôn. Ủa ba 370, chị nào có chia sẻ là bán 370. Chị Kim Phụng ơi chia sẻ giùm em đi, em bán 350. Còn chị không chia sẻ là bán giá giá là 380 chị nha. Không biết chia sẻ là em bán giá này. Rồi đó, phải mẫu này không chị? Đó đã hồi nãy mặc nè. Đẹp lắm chị ơi. Lấy mã này ghi em là mã A9 đi, A9. Ghi em là A9 đi để em bấm thẻ ra. A9 đỏ. Cái gì mà? Thì nãy ra quăng ra lấy đâu rồi? Cho anh mang thấy rồi anh ship đi rồi. Tay lỡ heo màu đen á, xây một á. Đây nè, chị lấy món này đi, em còn con này xà đồ sale nè. Em còn con này hàng sale này, chị có lấy không? Xây một, xây của chị luôn nè, 55kg độ về. 55kg độ về rất là đẹp luôn nha. Đó lấy đi, ông lấy con này tiếc em mặc thì nó hơi hơi chật nha mấy chị nha. Chứ em mặc lên cho em gán mặt kia mới chơi mấy chị hát phơm. Đây lấy món này đi chị Phụng ơi. Chị Kim Phụng ơi, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn. Nè lấy con này đi chị, đẹp lắm. Mẫu này em sale mấy chị giá bao nhiêu đây? Sale nhiêu mà? 190 nha. Rồi mẫu này em sale mấy chị 190 luôn, tay lỡ luôn mấy chị nha. Sang lắm, 190. Còn đúng một con nhất size số 1 của chị luôn. Chị có lấy thì chốt cho em đi chị Thủy không? À, Thủy Phương Cao ơi. Đó, lấy cho em con này đi, sang lắm. Mặc con này rất là sang luôn. Mặc cái này không già cũng không có trẻ luôn mấy chị nha. Mặc rất là đẹp. Qua trang này là rất là dễ mặc luôn. Qua trang này rất là dễ mặc mấy chị nha. Hàng heo trực tiếp luôn mấy chị nha. Rồi chị nào lấy này thì ghi em là mã đen 190. Đen heo 190. Đen heo 190 quá đi. Đen heo 190 mấy chị nha. Đen heo 190 cho em đi mấy chị. Rồi có chị nào muốn lên mẫu gì nữa không? À, 55kg. Đồ em đang mặc có màu gì? À đồ em đang mặc chỉ Thúy Hương Cao là sao bao nhiêu ký? Ồ 54kg không có sai rồi. Bộ bộ số 1 cái vừa mà. Không, bộ màu đỏ đó, đúng không? Chị Thúy Hương Cao ơi, cái bộ đỏ mà không vừa. Bộ đen là chị mặc mới vừa nè chị Thúy Hương Cao ơi. Bộ này nè, 190. Sai này là em có đúng một màu thôi, em đã sale giá 190 đó chị. Chứ cái này là bán tới 250, 240 lận. Đó, 250, 240 hôm nay em sale với chị luôn còn một con. Em sale với chị là giá bao nhiêu? 190k. 190 ghi em mã 190. Đen. Xay 55kg độ về. Cái heo màu vàng nó chói anh chị, ở ngoài nó đẹp lắm. Ở ngoài đẹp lắm. Nó đẹp lắm chị ơi. Ở ngoài nó rất là đẹp luôn, mà xanh xanh rất là đẹp luôn. Vàng xanh xanh nha, rất là đẹp. Vàng xanh xanh rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt giùm em. Rồi lên nó phát cho chị. Đây nè. Chị Kim Phụng ơi, chị lấy áo, áo cao cấp, chị có lấy quần cao cấp luôn không? Đây nào, quần cao cấp em có hai cái quần đùi cao cấp rất là đẹp luôn. Hai cái quần ký là đồ không đợt, nãy là vừa nghe chị Thủy không, xây năm mà. Được, 75kg vừa hết rồi. Rồi ok, để em lên cho. Đây cực kỳ đẹp luôn. 320, quần đùi này là hàng cao cấp. Đá pha lê 320 nè. 320. Còn cái kiểu đơn giản thì là 300. Đây kiểu đơn giản thì là giá 300. Quần đùi có xây của chị luôn nha. Có sai của chị luôn nha chị Kim Phụng nha. Cái mẫu này hả? Mẫu này 70kg em có sai nè. Em tưởng là 54kg. Đây là chị mua hai sai 70kg nè chị ơi. 70kg mặc vừa, ống suông luôn. Em sale mấy chị giá bao nhiêu nữa em quên rồi mà. Sale mấy giá nhiêu? Em nhớ 180. Xe 180 thôi. Này là ống rộng nha chị ơi. Ống rộng xuông, nó không rộng lắm đó chị nha. Chiều trước chiều
70 kg là mặt đẹp luôn mấy chị. Tại vì xuống đập đẹp bán tới 250 đó mấy chị. 70 kg mặt đẹp giùm em luôn. Xuất sắc. Phơm này là phơm nhỏ. Đó, cực kỳ sang, em có hai màu. Màu này là kêu em là màu gì? Màu xanh đậu đi, màu đậu. Màu đậu với màu đỏ đâu đó đây. 75 kg đó về 75 kg. Màu đậu với màu màu đỏ đô. Hai màu 180. Chị Thúy Hương Cao có lấy thì chốt em sale cho chị mua năm 180 thôi. 180 chị Thúy Hương Cao ơi. Thiêu tai nè, thiêu trước đó là thiêu mua trước sau. Nhưng mà nó không có bị ô về đó chị nha. Nha mấy chị nha, mẫu này mặc không phải ô dèo lố lăng nha mấy chị nha. Đó, rất là sang, rất là đẹp luôn. Mẫu này đơn giản, thiêu dự rồi đơn giản mấy chị nha. Thì chứ sẽ chết vậy thôi. Làm trò hề thôi. Rồi, chị đã lấy thì chốt. Còn không á, 70kg thì lấy mẫu này nè. Em còn mẫu này nữa nè. 70kg em còn màu đỏ. Mẫu này em sale cho chị 150.000 luôn. 70kg màu đỏ sale 150 luôn nè. Rồi, đó chị đã lấy thì chốt. Không, xuống lại luôn chị ạ. Xuống luôn nha. Xuống luôn. Ủa? Vậy hả? Không. Cho rồi, rồi rồi ok sorry sorry. Tại vì thấy không ai tương tác chứ chán quá. Rồi đỏ, đỏ 150 cho em 70kg đổ về 75kg. 75kg màu đỏ đô. Giá 150 thôi, hàng thiêu luôn. Rồi áo khoác, rồi hôm qua áo khoác mấy chị nha. Áo khoác này thì em có đủ size từ nhiêu ký? 75kg đổ về. Từ 75kg đổ về. Rồi áo khoái nè, dài mà. Rồi áo khoái dài, bây giờ em sẽ lên qua văn cho mấy chị lựa nha. Có đủ qua văn và có đủ size. Chị nào 80k một áo, chị nào mua 2 áo 150. 80k một áo, chị nào mua 2 áo em bán mấy chị là 150k luôn. Được chưa? Đó, rồi đây rồi chị nào lấy thì chốt cho em áo khoái mấy chị nha. Áo khoái 80k một áo. Chị nào mua 2 áo, em bán mấy chị mua một cặp là bán mấy chị 150. Một cặp là 2 áo 150 chị nha. Em mai em ai cố tình mà mai dài mấy chị để cho mấy chị che che cái phần cái phụi tay mấy chị, cái mu bàn tay mấy chị, để cho nó đừng có đen mấy chị không thấy luôn á. Thường là gì bữa nay là mấy cái ấy là không thấy vậy luôn á, sáng giờ luôn thì bữa nay là buồn biêu rồi. Đây mấy chị đi ra ngoài nắng mấy chị kéo lên giùm em tới trên cổ luôn mấy chị nha, là cái cổ nó sẽ đứng lên giùm em mấy chị nha. Rồi đi ngoài nó chị. Rồi là nó che phần cổ mấy chị rất là kín luôn. Rồi bàn tay của mấy chị mà thì mấy chị đi chạy xe mấy chị cứ kéo xuống giùm em. Hiện mấy chị nha, là không đen gì nha. Đó, còn về nhà mấy chị lúc mấy chị kéo xuống cho nó mát. Đó, còn mở ra luôn cũng được. Ok. Cực kỳ sang và cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em, con em lên mặc là mã số 1. Mã số 1 đi. Áo khoác mã số 1 nè. Em có đủ size từ 75kg độ về. Em có đủ size từ 75kg về, một áo 80k, hai áo 150 mấy chị nha. Đó, rồi đây mã số 2. Đó, em có đủ size mấy chị cứ chọn mã và kèm số ký em sẽ lấy đúng size mấy chị nha. Rồi mã này là mã số 2. Mã số 2 giùm em con này. Mã 2. Rồi con này mã số 3. Mã số 3 giùm em mấy chị nha. Mã ba nha mấy chị ơi. Rồi con này mã số 4. Đây mã số 4 giùm em, dây kéo xịn lắm mấy chị nha. Mã số 4. Rồi mã số 5. Rồi con này mã số 5. Mã số 5 ưng mã này chút mà đó kèm số ký là lấy sai mấy chị. Tại vì cái này là em có được nhiều size của em mà em có đủ màu và đủ size luôn, đủ hoa văn và đủ size luôn. Rồi đây con này mã số 6. Ưng mã nào chốt cái đó thì em chị nha. Rồi con này mã số 7 giùm em. Được cái là dây kéo này là hàng bên em thiết kế luôn, kéo nó bít cái cổ của chị luôn nha. Đó mã số 7. Mã số 4, mã số 5, 58 giờ chị Trúc Linh. Ok chị Trúc Linh nè, dồn đơn nè. Từ
con này mã số 8. Mã số 8 giùm em với chị nha, mã 8. Mã 8. Ưng mã nào chung với đó giùm em. Rồi mã 9. Mã 9 với chị nha, mã 9. Mai gọi cho chị khỏi điện mai gửi chị khỏi điện thoại rồi ok chị nè. Mã 1, mã 3, mã 4, mã 6. 4 cái cho chị Trần Trâm, mã 1, mã 3, 4, mã 5. Ủa mã 6 chứ. Đưa lên chị xem. Một bộ màu xanh gì đó ta. Rồi mã 1. Mã 3. Mã 4. Và mã số 6, đúng không? Rồi ok chị, giống như cái mã em đang mặc nữa rồi ok nè. Rồi chị nào lấy thêm mã nào chung vào đó nha. Rồi, còn chị nào lấy thêm mã nào nữa không? Em xuống ngoài luôn đó chị ơi. Lấy thêm mã nào nữa báo lên cho em. Cái gì? Kim Phụng chỉ xuống like rồi. Chỉ ra rồi. Ra rồi, khóa trên này. Không có tương tác gì vậy.
rồi hôm xuống lai luôn mấy chị ơi, ngày mai lên tiếp mấy chị nha. Dạ bye mấy chị nha, bye bye, chúc mấy chị cũng ngon. Chị mà hay qua nhà ấy còn cái xăm.
hỏi lại giùm Trần Nhi nha, mình không có thấy thông tin nha Trần Nhi nha. Không thấy thông tin nè Trần Nhi ơi. Rồi mấy chị ơi, cho em xin một nút chia sẻ rồi nút chấm liền cho mọi người nha. Cái gì vậy? Hai màu thôi cho là hết cho mọi người, hai màu là hết nha. Rồi ok, qua mẫu giùm em.
lấy mấy chị. Chốt hết luôn, 49 ngàn hết mấy chị ơi. Nha. Ok chưa? Chị Tiên còn cái hầm. Tiên nè. Chị Tiên cái hầm nè, ok nè. Tiên lấy hầm mà cho Tiên ơi. Tiên lấy hầm cho Tiên nha, hầm này nha. Đẹp lắm mấy chị, cái này còn được vài cái thôi. Bé cho mấy chị 49 ngàn hết luôn ha. Đó, mấy bà thấy không? Chưa lớn dở sợ chưa? Rồi mấy chị ơi, 49 vàng. Cho em xuống mấy chị coi nè. Dài qua cổ luôn, rất là đẹp nha. Vàng mấy chị, cam nè. Vàng cam tím nha, vàng cam tím, trời ơi đẹp quá. Vàng cam nè mấy chị ơi, tím nè. Nu nữa nha mấy chị, vàng cam tím nu luôn. Trời đằng này còn mấy cái luôn mấy chị. Đó, 49 ngàn, cho nó hết hàng luôn mấy bà nha. Đó, ai thích màu nào cứ chốt màu giùm em luôn. Chơi lớn chiến này mấy rồi. Đây này dễ thương chưa. Đó, dài qua cổ cho em nha. Phơm suông rộng rãi thoải mái luôn. 60 cân mấy chị mặc thoải mái vô tư nha, 60 kg mặc vô tư giùm em luôn. Chỉ có 49 ngàn một em đầm thôi ha. Rồi hiện tại em còn màu vàng, cam, tím, nâu. Ai thích màu nào chốt màu giùm em. Hình như Hà lấy một cái vàng. Hình như Hà lấy một cái vàng. Cứ lên màu đi bà ơi, đầm đẹp quá trời luôn. 49 ngàn ra làm lại em mấy chị. Rồi Tiên cái lấy cái nâu rồi chị Tiên làm chỗ đẹp quá mấy chị ơi, rẻ nữa mấy chị. 49 đi mọi người ơi. 49 ngàn kèm xin thoại giùm em. Rồi ok, chỉ còn bộ mối nha. Bộ ngố dài là bộ ngố sao ta? Bộ ngố là ngố mà dài là chị Hà, chứ còn ngố dài đó hả? Tâm cam chung với lại Hoàng Hoàng Phi nè, cho kim chung nè. Ủa? Chơi làm chút kim chứ lộn. Tím dồn đơn cho Hạ Dù Phi nè. Tím dồn đơn cho Hạ Dù Phi nè. Rồi ok, em còn nu về mấy chị ơi. Hạ Dù Phi nè, tím dồn đơn nè. Rồi ok, em còn hai màu mấy chị. Còn hai màu chút nhanh luôn nha. Hôm nay chơi lớn là ơi, hàng lên tôi lên lỡ bàn băng sát. Em coi lại đây cái ơi. Phi Nguyễn ơi. Màu nâu, màu vàng mấy chị ơi. Nhanh tay liền chân giùm em luôn, em coi còn không. Màu nâu, màu vàng 49 mấy chị ơi. Nhanh tay liền chân giùm em đi, quá đẹp rồi. Quá trời quá đất rồi, nhớ chia sẻ like giùm em ha. Nâu em chúc chị Tiên rồi, nâu em chúc chị Tiên rồi. Lên màu giùm em nha. Đây hai màu. Vàng nâu, vàng nâu, vàng nâu, vàng nâu. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi, lấy hai cái nâu một cái hầm luôn hả? Ok chị Tiên luôn nè, cái hầm này quá trời mày chơi. Có 49 ngàn à. Có 49 ngàn à, trời ơi đẹp quá. Rồi còn cái vàng. Tiền chưa cái nâu không? Lên nắp của sĩ cho bà luôn mà đợi chút xíu. Tôi nắp cái sĩ cho bà nè bà ơi. Rồi ok nè, Thùy Dương nè, cái vàng nè. Nâu cho My Nguyễn nè. Nắp của sĩ cái bà đó. Rồi ok nha, bây giờ còn mấy cái mày chơi ơi. Đẹp của sĩ, mấy bà nào lấy thì lấy nha. Còn thôi em để cái sĩ luôn. Này em còn màu cam nè, màu tím nè, màu vàng, màu hồng. Cam tím hồng vàng, mấy chị ơi, cam tím hồng vàng nha. Còn ai lấy nữa chốt luôn. Hết rồi bà Trần Nhật Thơ. Hết màu nâu rồi em, hết màu nâu rồi. Đây đây còn mấy bộ nè, chốt liền luôn. Mấy bà ơi, quá rẻ rồi nha. Bộ quần da để em xíu lên luôn cho. Cam tím vàng hồng, cam tím vàng hồng 49 ngàn. Tường quay cho đủ màu nè. Trời đâu mà đẹp rẻ mà đẹp luôn. Nè đủ màu cho Tường Vi nè, cho Tường Vi trước đi. Mà lát còn nữa bỏ lại cho bé như xong. Rồi sĩ từ 30 sản phẩm, có lộn 50 sản phẩm giùm chị nha. Rồi vàng nè, vàng cho Tường Vi nè, có lộn vàng cho Trần Nhật Thơ, một cái vàng cho Tường Vi. Rồi còn đúng hai cái cuối cùng mấy chị, còn đúng hai cái cuối cùng. Một tím Ngọc Danh hết vàng, Ngọc Danh hết vàng. Còn tím, một tím, một cam. Bao nhiêu ký mặc vừa nha mọi người, đừng hỏi em
anh nói chị đẹp lắm luôn, em nói thiệt, bộ ngoài mấy chị ơi nhìn là ghiền luôn, nhìn là phê con mắt luôn đó mà. Tại giờ lên like mấy chị mấy cái mẫu này nè, mấy chị lên like nó nhìn hơi bị mờ mọi người, nhưng mà ở ngoài mẫu nó rất là đẹp nha mấy bà gái, cứ yên tâm luôn. Đây hai cái cột, ai muốn cột tư thế nào thì cột như vậy giùm em luôn. Cái quần này mấy bà đẹp lắm luôn mấy chị ơi, 59.000 nè, 59.000 bộ thôi được chưa đó. À, dễ thương không nè mấy chị, mặc thì hiểu lạ lơi đồ ha. Rồi màu hồng, màu xanh và màu đen, hồng xanh kem 59.000. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số điện thoại giùm em luôn. Quần là quần ống rộng nha mấy chị, quần là quần ống rộng ha, siêu xinh luôn. Cứ lên màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn cho cả nhà nha. Đây đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá đi. Ủa này xinh lắm mấy bạn chị ơi, cái nè đó, chỗ màu hồng gà bánh bèo chưa, màu hồng bánh bèo dễ sợ luôn mấy chị, màu hồng đẹp lắm luôn mấy bà ơi. Rồi ai lấy hồng chốt hồng giùm em luôn nha, ai lấy hồng chốt hồng luôn. Đó có ba màu cho mấy chị thôi đó, tình yêu lấy màu nào chốt màu giùm em nha. Rồi em có một cái bộ gu xì quần đùi mấy chị, em có một cái bộ gu xì quần đùi nè khách ơi. Rồi em chốt màu hồng cho chị Huỳnh Trang, bộ hồng nè, hồng cho Huỳnh Trang nè, hồng cho Huỳnh Trang. Mấy chị comment bộ giùm em đi mấy chị, mấy chị comment bộ hồng nha mọi người nha, mấy chị đừng comment hồng mấy con nó lộn hay mấy chơi, mấy chị comment bộ hồng giùm em nè, Huỳnh Trang bộ hồng nè, đủ thêm hồng nè. Trời ơi bộ này đẹp lắm mấy bà ơi, bộ này dễ thương cực kỳ dễ thương luôn. Tường Vi nè, ok chị yêu có body không, có body nha, mà hình Hà Nhơn chị có body nè, chúng sẽ cho lên body cho. Đây bộ búp bê rồi mấy chị ơi, còn có bộ nè mấy chị ơi, sale luôn 49.000 giùm em, 49 nha, chốt liền, quá dễ thương luôn, bộ 49 kèm số điện thoại. Nhầm bộ 49 mấy chị ơi, cái này đẹp lắm mấy chị, chỗ dễ thương cực kỳ luôn á, bộ quần đùi với mấy liền nha, cái này là vải xịn giùm em luôn, vải xịn đẹp luôn á. Đây nè, form này là form rộng mấy chị, form này form rộng giùm em. Rồi Lê Lê chị có bán cho em nữa không, em bơm hàng chị rồi sao chị bán nha, em muốn mua hàng chị em cọc tiền giùm chị đi, em cọc với chị kẹp bông bi nè chứ ta, em cọc với chị kẹp bông bi 100.000 thì chị bán lại liền, chứ giờ mà bơm hàng em còn biết sao bán luôn. Rồi ai nữa chốt em luôn nha mọi người nha, đồ em bán khỏe đẹp mấy bà còn bơm em nữa thì em không biết đường nói gì sao luôn á. Sơ mi đi à, nhiều cái sơ mi đi à nè, cái này không phải là sơ mi đó chị, cái này là nguyên một set luôn, nguyên một set luôn mọi người ơi, cái này đẹp lắm. Một cái áo sơ mi thêm một cái quần dài giùm em ha mọi người, cái set dài đang rất là hot luôn. Ngu xì cho Hiền Lê, ngu xì cho chị Hiền Lê em ok nè, ngu xì cho Hiền Lê nè ok nè. Rồi sơ mi đầu lâu phía sau nhiêu vậy, trời ơi sơ mi đầu lâu phía sau rẻ lắm, còn có hai cái 69.000 à bé, trời ơi 69.000 cái sơ mi đầu lâu tôi thiệt không tin luôn mọi người, tay dài luôn mà có 69.000 à mấy chị, trời ơi mấy thiệt quá rẻ luôn. Bình thường mấy cái áo sơ mi này của em cao lắm nha, giá toàn là rơi vào hả 70-80.000 không à, mà cái này mấy chị ơi nó rẻ quá trời luôn, 69.000 à, mà form bự mọi người, form bự mặt đẹp xỉu luôn. Sơ mi đầu lâu nha, còn được có hai cái thôi, một dạng là hết hàng luôn á. Rồi cái bộ này mấy chị ơi, nó là cái form quần ống rộng với cái áo sơ mi hả mọi người ha. Rồi cái này em có hai màu, em có hai màu nha, màu nâu với lại màu trắng, chỉ có 105.000 thôi, bao đẹp. Trần Nhật Thơ lấy hai cái sơ mi trắng luôn á, ok em nè. Ngoài bên này còn trái đúng không, sơ mi đầu lâu á mà là còn hai cái nữa, còn vậy là còn tới ba cái nữa mấy chị, còn lọt bảy cái nữa chị, ok. Quần ống rộng Mickey cho em xem form đi chị, cái quần ống rộng Mickey nào vậy trời, cái quần ống rộng Mickey nào vậy. Rồi ok nha mọi người ơi, à, em mặc xếp quần ống rộng Mickey nào trời em muốn biết luôn á, để em xíu nha, lát hồi có thời gian em bận lên cho mấy bạn coi hẹp. Rồi ok mấy chị, lên tiếp hàng xem giùm em luôn. Cái này cái ống phép mấy chị ơi, cái này em không sale được mấy chị, tại vì biết sao không, cái này là mẫu mới ngày hôm qua luôn, mà khách rất là nhiều chị không có hàng để bán luôn nha, không rất là nhiều chị luôn. Rồi lấy nữa hả, rồi nó mặc tim hay sao vậy mà nó mặc kiểu vậy trời. Nè Trần Nhật Thơ nè, ok nè, áo khoét cho mọi người nha, giá 40 ký mặc vừa chị chăm lây, tại vì cái đằng sau lưng nó có lưng chuông đó chị, nên là mình mặc ok luôn ha. Rồi cái này là mấy chị nè, theo Kenzo giùm em, theo hết toàn bộ luôn, mấy chị thấy đẹp không, trời ơi xuất sắc luôn á mọi người ơi, giá bao nhiêu mấy bà ơi, trời ơi 69.000 một cái áo mà em mới thật luôn, cái vải của cái hàm mỏng này là mấy chị nó rất là dày, mấy chị coi em ship lại một cái áo nè, cái dày cui luôn ha mọi người ha, mặt em nó thật sự luôn, bao ẩm luôn mấy chị. Rồi ai lấy cái này là chốt giùm em liền, sơ mi bao lộn áo khoác Kenzo 69.000, em bao giá toàn Facebook luôn, không qua bán cái này mà 69.000 bằng em thôi nha mấy bà nha, yên tâm giùm em luôn, mua
về nhận hàng là ghi, được chưa? Ờ, con xích ngó không chị? Con xích ngó mà đợi tí xíu ra xích ngó nha. Đợi ra xích ngó cho nha. Sơ mi màu hồng bao nhiêu vậy chị? Sơ màu hồng nào ta? Xích đi hỏi trắng chị Trâm Ly nè. Cái gì vậy? Xích đi hỏi trắng chị Trâm Ly nè. Ủa, hôm qua cái này còn mấy xích mà ăn còn đâu hết nè. Màu đen, em quăng qua rồi mà anh để đâu rồi? Hôm qua em nhớ còn tới 5-6 bộ luôn hả? Thì do chặt cũng mấy cái hàng còn một cục á, anh móc ở đây rồi còn dư đâu. Móc ở đây là còn dư nữa đâu. Rồi ok, áo khoác cho chị Đỗ Thị Gái, áo khoác quần Mickey phối với áo rất tết đủ màu. Quần Mickey là nào, mẫu nào vậy em? Lấy bộ đi ra chặt mấy trăm ly nè, bộ đi sẵn đi, lát hồi nó lấy cho bà xong. Áo khoác cho em là bao nhiêu ký mặt cũng vừa hết trơn á. Chị Ngọc Thủy em hết rồi nha chị. Trăm ly lên xuống thỏi giùm em, trăm ly ơi. Còn tầm nào cho bầu không chị? Dạ không chị ơi, em ít hàng bầu lắm mấy chị. Cái nào con chen mặc được thì lấy thôi, chứ em cũng không biết nữa. Nhiều cái bầu nhiều khi mặc được, em nói mặc được xong dễ, bà mặc không được, bà cũng kiện em nữa. Quần sâu trắng hồng. Quần á trắng hồng trắng hả nào? Cái này là sách bộ của chị ơi, cái này sách bộ của em. Cái này lát tìm like, các bạn nhớ coi cho nó, lát tìm like cho coi nha. Rồi, cho em xem áo khoác chị, áo khoác hết rồi em. Có được có một cái siêu vậy thôi á. Số điện thoại về trăm ly nè. Rồi, pyjama tiểu thư, trời ơi, rất là đẹp luôn. Em nói thiệt cái bộ tiểu thư này siêu dễ thương luôn nha mọi người nha. Rồi, mấy chị ơi, nhanh tay lẹ chân luôn, 69.000 chốt liền. Cái bộ này mặc đẹp lắm, mặc đẹp cực kỳ luôn. Chị nào chưa theo dõi trang bên bay của em nhớ theo dõi nha, để mình nhận được thông báo mình vừa mình vào mình săn hàng nha mọi người nha. Rồi chốt cho em liền ha, 69 mấy chị, phải đẹp xuất sắc luôn. Hàng này là cho em là nguyên một cái, nó là hàng lụa nha, hàng lụa hàng luôn, mặt mịn lắm mà nó không có bị nập, nó không bị nhăn nữa mấy chị. Rồi còn có bộ pyjama thôi, bà mới bầu 2 tháng hả? Bầu 2 tháng thì có nhiều mẫu cho bà mặc lắm. Rồi đây, bộ này đẹp mấy chị, bộ này đẹp lắm nè, bộ này dễ thương lắm nha. Đó, kiểu baby doll hình thú mọi người nha. Rồi Trúc Linh lấy bộ 69 nè, Trúc Linh nhớ chia sẻ live stream giùm em. Dạ rồi ok chị. Rồi bộ này 58 con bộ bà mặc vừa giùm em luôn ra xếp bộ mấy chị ơi. Rồi em còn có một bộ một thôi mấy chị nha, xe cho mấy chị luôn, 65.000. Có quần kaki không? Dạ không mấy chị, em không có kaki nha. Ơi bộ này em còn 2 bộ luôn nè mấy chị. Em chị không cách chốt hết trơn rồi mà gọi điện không có nghe máy. Cái này hàng này là chú đủ giá tiền để đưa với mấy chị ơi. Phải mua hàng chỉ 75.000 nha mọi người nha, chứ không là em hủy đơn. Dạ không chị, hàng nhà em cũng 67 kg nha. Cái gì? Tầm này em cầm là màu gì? Trúc kim hả? Bỏ hết vô đây còn cái nào dư rồi để lại. Ok chị, Đỗ Thị Gái chung đơn với lại Hoàng Huy nè. Ok, ai chung đơn cứ bảo em nha, mà em dồn cho. Rồi, bộ này em còn 2 bộ nha cả nhà nha. Một xanh với một hồng giùm em luôn, 65.000 bộ. Nè áo khoác nè mấy chế, 69.000 nè. Còn cái Adidas, trời ơi đẹp quá trời luôn, má ơi không có hàng bán. Màu đen luôn, dán dài có túi mọi người. Dây kéo là hàng kim loại giùm em luôn nha, dây kéo là hàng kim loại cho mấy chị luôn. Rồi ok ha, rồi một cái duy nhất bây giờ chốt giùm em liền ha, áo khoác. Bây giờ còn cái áo khoác mà không có hàng luôn mấy chị. Trời em thì em tiếc cho mấy chị mà mua một cái áo khoác ghê luôn á trời. Tại biết sao không? Không phải em nói gì mấy chị, chị khen đi phun. Cái gì? Hồi nãy hả? Em cầm cái kia comment là gì? Ai tên gì? Với cái gì nữa? Cái phía bên kia là gì? Đã hàng nó ra qua bên đây lát hồi nó hỏi lại cho chắc. Rồi em tiếc mấy chị mà mua hàng một cái áo khoác ghê mấy chị. Mua một cái áo khoác là bị xả đơn buồn quá trời luôn, mà trong nó áo đẹp quá trời quá đó. Cái này là vải trơn giùm em luôn ha. Cái vải trơn này thì em sale cho mấy chị 59.000 nè. Còn cái vải trơn là em sale hết mẫu cũ nha. Rồi vải trơn nè, màu hồng nha mọi người, màu hồng 59 nè. Mon Nguyễn có đơn không? Hả? Sao? Ừ, bông hàng rồi, ai mà bán nữa, bán không
vô hỏi em coi bơm hàng còn có bán nữa không. Ủa rồi không cọc tiền mà bơm nữa hay gì. Rồi ok chân chân đăng chính cho Thùy Duyên. Thì không lẽ giờ hả, không lẽ giờ mới bà mua bà không cọc tiền rồi bà bơm tôi nữa hả? Bà thích thì bà nhận, không thích thì không nhận, chắc em chết luôn mấy má ơi. Thiệt đúng không mấy chị? Bơm hàng em rồi, em vô em không chửi á, làm hơn lắm rồi á, con vô đi hỏi, con vô đi hỏi mấy má ơi. Thiệt luôn chứ Nguyễn Thị hỏi quá. Bà đừng đổi tên là Lily, đừng đã tên là Lily nữa, đổi tên thành Nguyễn Thị hỏi đi. Nguyễn Thị mày á, đi thích thì mua, đéo thích thì không nhận đi. Không thôi đổi tên là hả? Đây nè mấy chị, cái này là hàng đại đi đáp nha. Còn hai cái, một cái vàng, một cái đen. À, chúng kim dùng đơn cái bằng cam, chung với hoàng quay gì còn cái vàng là còn cái nãy. Rồi, cái áo này đáp thì em còn hai cái, chị ơi, rồi nha. Bác vàng ở Trần Nhật Thơ nè, 69 ngàn.